Xin chào các bạn, đây là Big Seller. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác di chuyển dữ liệu từ TikTok Shop sang Zendo trên Big Seller. Chúng ta vào mô tuyến sản phẩm, chọn di chuyển dữ liệu. Vì chúng ta muốn di chuyển dữ liệu từ TikTok Shop sang Zendo, thì chúng ta chọn TikTok. Ấn vào đồng bộ sản phẩm. Đồng bộ dữ liệu sản phẩm mới nhất từ gia hạn, chán tình trạng một số sản phẩm chưa được cập nhật. Trước khi làm video này, em đã đồng bộ một lần rồi. Ở đây em không đồng bộ lại nữa. Chọn một gia hạn TikTok. Ở đây sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm trong gia hạn này, cũng như đánh dấu chưa được input và đã được input. Sản phẩm trong danh sách tất cả chưa input và đã input đều có thể được input. Bạn có thể tiến hành input từng sản phẩm một. Ấn vào biểu tượng này, chọn sản, chọn một gian hàng thì được. Cũng có thể input hàng loạt. Chọn sản phẩm muốn input trước. Ấn vào input to store. Ví dụ bây giờ em muốn input sản phẩm vào gian hàng sân đỏ, thì em chọn sân đỏ, chọn một gian hàng. Ấn vào input. Sau khi hoàn tất input, chúng ta cần phải vào hộp nháp để chỉnh sửa sản phẩm và tải lên gia hạn. Vào hộp nháp. Chúng ta có thể thấy sản phẩm vừa input. Di chuyển dữ liệu sản phẩm trên cùng một sàn thương mại điện tử. Ví dụ như di chuyển dữ liệu sản phẩm từ TikTok sang TikTok, thì hệ thống sẽ ghép nối từ từng danh mục và thuộc tính. Nhưng nếu di chuyển khách sạn, ví dụ di chuyển từ TikTok sang Zendo, thì chúng ta cần phải tiến hành ghép nối thủ công danh mục và thuộc tính. Chúng ta có thể tiến hành chỉnh sửa từng sản phẩm một, ấn vào biểu tượng này thì được. Cũng có thể chỉnh sửa hàng loạt, chọn sản phẩm, ấn vào chỉnh sửa hàng loạt. Sau đó chúng ta sẽ vào trang ghép nối danh mục. Chọn danh mục sân đỏ. Ở đây có một phím tắt. Nếu bạn muốn áp dụng danh mục và thuộc tính đã chọn cho tất cả các sản phẩm thuộc cùng danh mục gốc này, thì chúng ta có thể ấn vào đồng ý. Sau khi hoàn tất ghép nối danh mục, ấn vào lưu và tiếp theo. Những thuộc tính không có dấu sao màu đỏ là không bắt buộc, chúng ta có thể bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào trang chỉnh sửa hàng loạt. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin bạn muốn chỉnh sửa. Ấn vào nút này, bạn có thể chỉnh sửa từng sản phẩm một. Cũng có thể ấn vào đây để chỉnh sửa hàng loạt. Chỉnh sửa hàng loạt từng sản phẩm. Bạn có thể thêm vào đầu tên, cuối tên, xóa và thay thế bằng một ký tự nào đó. Ví dụ bây giờ em muốn thêm tên gia hạn trên mỗi tên sản phẩm, thì em có thể nhập vào tên gia hạn. Ấn vào đồng ý. Thì hệ thống sẽ tự động thêm tên gia hạn trên mỗi tên sản phẩm. Chỉnh sửa hàng loạt giá. Bạn có thể tăng thêm, giảm thiểu, thay thế bằng một giá trị nào đó trên cơ sở giá gốc. Bạn cũng có thể chọn theo số tiền hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ bây giờ em muốn tăng giá 10% trên cơ sở giá gốc,
thì em nhập vào 10. Chọn theo tỷ lệ phần trăm, ấn vào đồng ý thì hệ thống sẽ tự động tăng giá 10% trên cơ sở giá gốc. Chỉnh sửa hàng loạt eo cao. Trước khi chỉnh sửa hàng loạt eo cao, chúng ta cần phải nhập vào mã sản phẩm trước. Vì tin rằng tạo eo cao là mã sản phẩm cùng phân loại 1, cùng phân loại 2. Bạn có thể nhập vào tiền đó, hậu đó và chỉ số bắt đầu. Ở đây có thể xem trước, rồi ấn vào đồng ý thì hệ thống sẽ tự động tạo mã sản phẩm. Sau đó ấn vào nút này, rồi ấn vào đồng ý thì hệ thống sẽ tạo tự động eo cao. Chỉnh sửa hàng loạt tồn kho. Chỉnh sửa hàng loạt kích thước. Chỉnh sửa hàng loạt cân nặng. Chỉnh sửa hàng loạt đơn vị. Chỉnh sửa hàng loạt vận chuyển. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, ấn vào lưu và tải lên. Sản phẩm đã để chỉnh đến sân đỏ, đang chờ nền tảng duyệt và xử lý. Bạn có thể kiểm tra trạng thái sản phẩm trong danh sách đang tải lên thất bại và sản phẩm online. Nếu sản phẩm xuất hiện trong danh sách tải lên thất bại, bạn cần phải tiến hành lại chỉnh sửa sản phẩm theo nguyên nhân thất bại và tải lên lần nữa. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn có thắc mắc gì hoặc góp ý gì, vui lòng add số Zalo bên dưới video để liên hệ với chúng mình.